Chào mừng các bạn đến với kênh Cuốn Phi. Nào các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ của chúng ta đã đói chưa? Bây giờ chúng ta đi ăn gì đây? Các bạn tìm đến cửa hàng KFC chưa? Rồi bây giờ bạn Brosi dẫn đi nhá. Nhanh. Chúng ta cùng theo chân bạn Brosi đi ăn KFC nhá. Chạy nhanh nào. Bạn nào tìm đến cửa hàng KFC trước là người chiến thắng nha. Wow, các bạn đã chạy rất là nhanh rồi. Chạy nhanh lên tìm KFC nhanh. Ở đây có vẻ các bạn ăn quen rồi nên là các bạn tìm cửa hàng KFC. Đây rồi. Đấy, các bạn đang nhảy nhá, đây rồi. Các bạn ơi, như này, đây là cửa hàng KFC nhá. Đây, đây là ông già KFC, các bạn nhìn này. Đấy, và cũng xem các bạn nhỏ ra ở đâu nhá. Rồi, bây giờ thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ vào gọi suất nha, gọi món nha. Đây, ngồi kia. Rồi, chúng mình chọn đến bàn này nha. Đây, cho bạn này, nhanh. Rồi, còn người bên kia. Bạn Cát Tô ơi, bạn thích ăn gì? Ăn gì? À? Bây giờ bạn Cát Tô đi ra gọi món đi. Ra gọi món của mẹ nhá. Rồi, bố sẽ giữ chỗ cho bạn Cát Tô nhá. Rồi, đi ra ngoài đi. Lấy cái giấy lên nhá. Ở kia kìa, vào chỗ kia kìa. Rồi, bạn Cát Tô đã đi. Anh sẽ theo bạn Cát Tô đi ra gọi món nhá. Rồi, các em ơi, vậy là cái xe đã ra rồi. Rất là nhanh, ăn cả cơm mà. Cả cơm mà. Wow, một suất cơm gà. Cái gì đây? Đây là salad các bạn ạ. Còn đây là cơm, còn đây là gà các bạn. Đấy, bạn Borussia của chúng ta thì đấy ngay đây. Mỗi bạn một cốc. Đây là một cốc nước Coca-Cola để uống các bạn ạ. Đây, Coca-Cola của bạn Gato đây. Ba bạn ba cốc luôn. Cháu vào. Uống nhanh quá là bị viêm họng nha. Rồi bây giờ ăn chiếc miếng gà này đi. Bắt ra ăn trước đi. Các bạn nhỏ chúng ta thấm đói thôi. Thế là bây giờ các bạn tranh nhau đang chia sẻ miếng thịt gà này ra để ăn. Lấy ra lấy con dao để cắt ra được. Ăn ngồi xuống, anh đi ngồi xuống. Thôi, quá lâu không có nước chấm à? Salad này, ăn salad này. Thôi để yên bỏ cái này ra. Đây, để đây. Đây. Mình không có gì hết đấy. Có cho uống ở Coca-Cola mấy. Cái ấy đâu? Ống đâu? Bán đi. Các bạn nhỏ của chúng ta đang chia nhau một suất gà rán các bạn ạ. Hôm qua Hải Ninh ơi, Hải Ninh ra lấy tương ớt đi. Phải có tương ớt chấm mới ngon chứ. Rồi bạn bảo sĩ của chúng ta đã ra lấy tương ớt rồi. Bạn cá tô uống này chưa cho bố mấy. Thôi đây rồi, đây có gà chưa. Đây có khoai lưng chiên các bạn ạ. Tương ớt đi ạ. Đây tương ớt bỏ đây. Đưa cái nào. Rồi, một suất khoai lang chiên quá đây. Wow, nhiều chưa? Bỏ cái bát này ra nha. Chấm đi. Đĩa gì còn đây, đĩa gì? Wow, các bạn ơi, rất là ngon luôn. Đây là những đắt. À, những lát khoai tây chiên. Đây để mẹ ra mình lấy cái khác cho nhau. Phải lấy con dao mới thái ra. Ngon không? Đưa bố xé ra cho. Rồi, rất là rắn nên là không được. Bây giờ chúng ta phải dùng con dao để bố ra. À, sao ăn khoai này ấy thế nhỉ? Khoai này giòn thế. Bắt ra đúng không? Các bạn nhỏ đói quá ăn nó tranh nhau các bạn ạ. Các bạn nhỏ chúng ta tranh nhau chưa cắt xong để lấy để ăn rồi. Dùng tay đi, dùng tay đi.
Ôi, anh đi cả, anh còn cái cà mồm đi cả. Rồi anh sẽ ăn khoai cùng với bạn đấy nha. Đây là cái này là giấy nha. Ngon quá. Ô, không có dĩa của bố à? Cho mình dĩa để ăn một thử miếng nào. Cho mình dĩa. Rồi, bố sẽ ăn thử miếng này nhé. Rồi lại có một suất gì nữa ra đây. Cái gì anh? Gà giang tiên các bạn. Đây 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 bên này cần phải chói ra đấy. Rồi ở đây này đưa đây xem bóng gì đây. Wow đây là bóng của hamburger. Tuột bánh bánh em ơi. Trời, bánh hamburger có rau. Lấy thêm dĩa đi, không có dĩa. Đừng cắt ra khó lắm. Không phải là để đây mà ăn, không cắt ra không được đâu. Mình cắt ra làm sao mình cầm được. Gà rang viên này rất là ngon luôn đấy, ngon cực kỳ luôn. Vừa nóng sốt lại vừa giòn nữa. Đúng rồi, ngon hết. Ngon. Ngon nhờ. Thôi đây đã có dĩa rồi. Ăn thử miếng gà rán này. Gà rán này có vẻ không ngon bằng nóng chưa? Nóng chưa? Lấy nước không? Lấy nước không? Rồi, bây giờ chia sẻ miếng hamburger để ăn. Bạn ta sai chi của ta ăn miếng hamburger kéo rơi kìa. Có bánh gì ở giữa đấy? Có cái gì ở giữa? Rơi kéo rơi ngon đấy. Rồi, có ăn hamburger à? Ngon không? Mà quả rất thích hamburger luôn đấy. Tiếp tục nữa sẽ ăn.
miếng to đùng luôn. Ngon. Khoái. Đây quả bồ ấy chưa? Đây. Này. Này. Khoái không? Oh, that one.